đăng kìa, đăng kìa. Đăng kìa. Phải đăng luôn. Mình đăng đấy. Phải đăng kìa. Mình đăng kìa. Cái khoái sân khấu ở nhà khoảng nó đưa ít thôi. Ít rồi á. Vâng, nó cho vừa thôi. Chứ cái khoái nó phải khoái sật thì nó mới bay được là lạ. Khoái để ứng còn bay không sao thôi. Xem lên cái ghế của con ngồi kìa. Đó, ôi, đó là nhà. Chia cho em nhờ đi. Cứ đứng lên cho em. Đấy, con bay không ngồi, mẹ đứng sau nhá. Chị bế em lên đi. Đấy, con ngồi che đấy, che đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.